Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ nhận các bạn phần mềm, một phần mềm bên thiết kế đồ họa, đó là phần mềm CorelDRAW. Phần mềm CorelDRAW dùng để thiết kế những vector. Rồi bây giờ mình đã mở giao diện, mở phần mềm CorelDRAW lên. Đây mình sẽ có hiển thị như thế này. Đây workspace, không gian việc lúc bắt đầu. Bây giờ mình sẽ có những thanh, trên đây là thanh menu bar. Đầu tiên nó chỉ hiện bốn cái mục file, tool, window, help. Bây giờ mình sẽ tạo một file new, tạo mới. Đây là kích thước file mình tạo. Tên thì mình sẽ đặt tên file Bandicoot. Rồi tiếp theo reset là những chế độ có sẵn, ví dụ như là CorelDRAW default, default CMYK web, default the CorelDRAW default, default ICP custom là tùy chọn. Thì mình để custom tùy chọn. Dưới đây size là kích thước, mình đang đỡ chế độ kích thước DA4, nhưng mà nó có rất nhiều kích thước, rất nhiều mình chọn. Bây giờ mình sẽ chọn kích thước thời gian 24. Width là chiều rộng, hay là chiều cao, còn đây là đơn vị của nó. Thì cũng giống như cái kích thước trên, thì đơn vị nó cũng rất nhiều đơn vị. Bây giờ mình sẽ chọn đơn vị là mm. Còn đây là theo chiều dọc, đây là theo chiều ngang. Nếu mình để chiều dọc thì chiều rộng của nó sẽ ngắn hơn chiều cao. Còn ngược lại, nếu mình để chiều ngang thì chiều rộng của nó sẽ dài hơn chiều cao. Rồi number page là số trang. Ví dụ mình tạo như một trang một thì nó sẽ tạo một trang, hai nó sẽ tạo hai trang. Bây giờ mình sẽ tạo một trang. Còn đây là chế độ màu của nó, RGB và CMYK. RGB là gì? Là chế độ màu gồm ba chữ cái đầu của chữ viết tắt của ba chữ cái đầu bằng tiếng Anh. Chữ I là chữ R là viết tắt của từ red, red là màu đỏ. Chữ G là chữ green, màu xanh lá cây. Chữ B, B là blue, màu xanh da trời. Đây, chế độ màu RGB là những chế độ màu dùng cho bên hình ảnh bên trang web hoặc là những hình ảnh trên máy tính video sử dụng. Rồi còn màu đây là màu CMYK, là chữ C là màu cyan đó, chữ đây dưới màu blue là màu xanh lơ. Chữ M á, là magenta là màu tím. Chữ Y á, màu yellow màu vàng. Chữ K là trong đồ họa người ta, mọi người nói là chữ K là K E Y dài, nhưng mà nó viết tắt của màu black là màu đen. Nhưng mà black chữ cái đầu chữ bơ, tại sao không lấy chữ bơ? Tại vì nếu mà lấy chữ bơ nó sẽ trùng với màu blue, cho nên lấy chữ cuối là chữ K. Chế độ màu CMYK là chế độ màu trên in ấn gồm bốn hộp màu sẽ pha trộn gồm làm các màu khác nhau, tỷ lệ phần trăm nó sẽ khác nhau. Còn resolution là số điểm ảnh trên, số điểm ảnh trên một bức ảnh. Nó có chữ DPI ở sau. D là detect, chữ cái đầu của đơn vị là D dot đầy. Còn chữ B là percent là phần trăm, tiếng đó là cái ngôn ngữ bên tiếng Anh. Còn chữ Y là I, detect của chữ Y là đơn vị của anh. Ví dụ có một bức ảnh, có tấm hình có kích thước của nó là 20 inch thì và có resolution là 300 thì một inch của nó sẽ có 300 DDoT. Thì DDoT cũng giống như là pixel, còn pixel là điểm ảnh, còn DDoT tương tự như thế, nó cũng giống như là điểm ảnh. Thì một inch của nó có 300 điểm ảnh. Rồi view mode là chế độ xem, mình để chế độ bình thường. Ok, bây giờ nó sẽ tạo ra một cái file mới. Đây bay một đây. Đây là một khối giấy ảo. Bây giờ nó hiện thêm nhiều thanh công cụ trên menu bar nữa. Bây giờ mình sẽ kích chuột phải lên con trống này, nó sẽ hiện ra cái những dấu tích đây. Đây menu bar mình tách, nó sẽ mất thanh menu bar. Kích chuột phải, kích nó hiện lên. Rồi tương tự status bar nên tách mất đi. Kích chuột phải hiện lên nằm dưới đây. Tương tự standard là dưới cái menu bar bật hiện lên. Rồi property bar là phần dưới đây, tắt mất đi, kích hiện lên. Thanh bên trái đây là những thanh toolbox, nó dùng rất là nhiều. Kích ok. Tại sao mình không mở lên thêm nhiều cái thêm nữa? Tại vì nếu các bạn mở nhiều lên nó sẽ bị rối, với mình cũng như thế. Rồi đây bên phải của mình là thanh các bảng màu, và tắt và bật màu chỗ nào thì các bạn vô window color black
Mình đang chọn chế độ màu là Default Black. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ màu là ICMYK Black. Kích nó hiện ra. Đó, bạn thấy chưa? Rồi. Đây là thanh Miro 3, File New là tạo mới. Open là mở. Đây, mở thì mới những cái file nào của Corel là file đuôi CR hoặc file EPS. Nhưng mà nó không mở file hành được. Ví dụ mình file open, mình sẽ mở một file hành lên thì nó báo lỗi. Nhưng mà mình sẽ mở một file Corel thì sẽ được. Nếu bạn muốn mở file hành thì sao? Có file inspect viêm tắt là Ctrl+I. Đây. Mình sẽ mở file hành lên. Đó, thấy các bạn thấy không? Đó. Rồi tiếp theo. Export là xuất ra. Edit undo là quay lại. Kết copy paste là giống như công cụ máy tính thông thường. Duplicate là nhân đôi cái object đó đi. View là chế độ xem, mình đỡ chế độ xem là normal. Pay là strand, grip là điện những ô vuông nhỏ, ruler là thanh thước kẻ đây, còn view là đây, mình kéo xuống nó hiện lên, nó dùng để đo những hình thớ, những object muốn xóa đi, các bạn nhấn vào đường view đó và bấm delete. Rồi view là chế độ lay, view là chế độ xem, snap này là bắt điểm, layout là số trang, insert bay là thêm trang, duplicate bay là nhân đôi cho nó, rename bay là thay đổi tên trang, object là hình thớ. Nó gồm có các lệnh thông dụng. Đây, cái đó sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Effect là phần hiệu ứng. Bitmap là hình ảnh bitmap gồm có nhiều điểm ảnh. Nó khác với hình ảnh vector. Còn text là phần chữ. Mình dùng để ghi chữ. Còn table là mình để tạo bảng. Còn tool. Tool thì mình tạo ra những cái thanh tool. Cách. Rồi, window là hiển thị. Đó, rồi. Head là phần giới thiệu. Đây, như các bạn đã thấy, bên trong cái ô hình chữ nhật đây, đó là cô giấy ảo. Thì các bạn nếu muốn các bạn in ra thì các bạn phải đưa vô tờ giấy ảo đây và bạn in ra. Nếu các bạn đưa ra bên ngoài thì những cái phần bên ngoài nó in nó sẽ không hiển thị ra. Đó. Đây là giao diện làm việc lúc bắt đầu. Bước sau mình sẽ dẫn tiếp cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn những lệnh cơ bản trong Corel Draw X7. Đầu tiên, mình sẽ vẽ công cụ hình chữ nhật. Đây, bạn nhìn thanh toolbox này, thấy không? Tới các hình đây. Ellipse, Polygon Tool. Đây là test. Thì đầu tiên mình sẽ dùng Rectangle Tool, phím tắt là F6, đúng không? Đây, bình thường là hình chữ nhật, đúng không? Muốn vẽ hình vuông thì sao? Thì trong Corel á, các bạn vẽ vuông thì các bạn giữ Ctrl vẽ, nó sẽ thành vuông. Và các bạn click Space, nó trở lại Big Tool và click Space nữa, trở lại Rectangle Tool. Thay vì các bạn click nhấp chuột vào Big Tool, đó rất là nhanh đúng không? Các bạn chỉ cần click Space thôi. Rồi click hình đây, xóa đi. Bạn đỡ lên đây. Tiếp theo, muốn tô màu hình vuông thì các bạn click chuột trái nha. Cái trục trái này, ví dụ đây màu xanh đúng không, các bạn kích trục trái là tô màu nền, nhưng mà kích trục phải á nó sẽ tô màu viền. Ví dụ mình sẽ tô đường viền là màu đỏ đi, để tô đường viền, bạn thấy đường viền màu đỏ không? Muốn tăng đường viền lên thì các bạn đây, trên đây có cây bút này, Outline Width này, các bạn chọn ví dụ đi 4 mm đi. Ví dụ như mình muốn đổi đường viền là 4 mm đi, các bạn chích 4 mm nó ra dày lên đó, các bạn thấy chưa? Muốn xem được cái bán đường viền tổng hợp á, outline width á, thì các bạn kích double cái đầu bút như thế dưới đây, phím tắt là F12, các bạn thấy chưa? Rồi đây là cái kích thước như cái đường viền, còn đây là đơn vị. Mình thường sử dụng đơn vị là mm đi, mình chọn là 1 mm nha, mình chọn nét đứt đi đây, đúng không? Nếu mình các bạn muốn bo tròn bên ngoài á thì các bạn kích vô đây. Đó, các bạn thấy hình tròn chưa?
Rồi các bạn bấm OK. Đó, các bạn thấy nước chưa? Muốn dày lên thì các bạn bấm vào đây, nó dày lên. Đó, đơn giản. Rồi tiếp theo các bạn muốn vẽ đường tròn thì sao? Đây, Ellipse Tool, tiếp tác là F7. Bạn bấm F7, giữ Ctrl, vẽ vòng tròn. Và chuột trái là tô nền, chuột phải là tô viền. Kích Space trở lại, bí tool lại. Đúng không? Tương tự như thế các bạn kích vào đây. Đầu tiên là Polygon Tool, tiếp tác là Y, Y dài. Bạn vẽ, giữ Ctrl nó sẽ đều. Đúng không? Muốn tăng số cạnh lên thì sao? Thì các bạn thả chuột ra và kích trên thanh option trên đây, bạn kéo nó sẽ lên. Tối đa là hình tròn nha. Còn tối thiểu nó sẽ là hình tam giác. Đó, không có đơn phản đơn phản được, đúng không? Rồi, tiếp theo là hình ngôi sao. Bạn vẽ ngôi sao giữ Ctrl nó đều. Các bạn tăng lên nó sẽ nhiều cạnh, đúng không? Rồi, tiếp theo là lệnh Complex Star. Complex Star là giống như nhiều ngôi sao đã kết hợp với nhau. Đó, đây hai cái đúng không? Bây giờ tăng số cạnh lên và tăng cái cạnh vào trong. Tối đa là 4. À, còn đây là rất là nhiều. Đúng không? Kích Space lại. Rồi. Đây rất nhiều hình. Grab Paper. Vẽ, đây là giống như vẽ băng đúng không? Đây các bạn thấy là bốn cột và ba hàng. Bạn giam số cột xuống còn hai. Một cột. Và vẽ. Thấy chưa? Xóa đi, bạn kích vô, xóa đi. Tiếp theo Spiral. Đó, vẽ giống như hình xoắn ốc đúng không? Rồi, Basic Shape, các hình shape cơ bản. Đây, ví dụ như hình bình hành hay hình trụ. Đó, rất nhiều hình. Rồi, hình Round Shape. Round là mũi tên đúng không? Rất là nhiều. Đấy, đây. Flow chart set. Đây, rất là nhiều. Những dưới đây tương tự. Banner. Các banner. Banner. Rồi. Các giống như các tin nhắn mình làm tin nhắn đúng không? Tin nhắn trong Corel. Đó. Rồi. Bạn thấy đơn giản quá đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh order nằm trên và nằm dưới đúng không? Mình kích chuột phải qua UX nha, nó sẽ bỏ đường viền đi. Bây giờ mình muốn xem những cái layer thì sao? Các bạn một là các bạn vô window Docker Object Manager đúng không? Nó sẽ hiện ra những layer đây, các bạn đóng vào đây vô. Ví dụ đây là ellipse đúng không? Nó nằm trên. Rectangle nó nằm dưới. Bây giờ mình đỡ trình ellipse nằm lên trên đây đúng không? Là cái đo lệnh đó là cái lệnh order. Thì các bạn vô object order đây đúng không? Bây giờ các bạn muốn nó nằm lên một bậc thì các bạn kích vô hình màu xanh bằng object đúng không? Order forward one là control b up. Còn các bạn muốn lên trên cùng á thì các bạn to front up layer là shift b up. Thì mình hướng dẫn mẹ các bạn là các bạn muốn lên một bậc á, các bạn giữ control đúng không? Bấm chữ là pay up, up là lên trên. Pay up là lên một bậc, các bạn thấy chưa? Thấy lên một bậc chưa? Đó, đây này. Muốn xuống bậc thì control pay down. Đó, còn các bạn muốn lên trên cùng á, các bạn giữ shift pay up. Bạn thấy lên trên cùng chưa? Shift pay down nó xuống dưới cùng, rất đơn giản đúng không? Đó là cái lệnh lên trên và xuống dưới trong Corel. Đó. Thì các bạn cứ nhớ là control là lên một bậc mà shift là lên trên cùng. Đó, với điều kiện phải chọn bếp hay pay down nha. Đó là các lệnh cơ bản. Hôm sau mình sẽ dẫn các bạn các lệnh cơ bản tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn bài tiếp theo của CorelDRAW XPay. Đầu tiên, mình sẽ tạo một file mới, file new phím tắt là Ctrl N. Rồi mình sẽ tạo tờ giấy A4. OK. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh rất là quan trọng trong CorelDRAW, đó là lệnh shaping. Lệnh nó nằm chỗ nào?
Nó nằm trong phần Object Shaping. Đây, nó gồm cái lệnh là while trim intersect sampling run minus back back minus run boundary, và cái lệnh combine nữa, nó nằm trong phần shaping luôn. Hay cách khác, các bạn có thể vô window docker và chọn lệnh shaping, nó thì nằm trên này đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái thanh tờ giấy áo đây nằm ngang đúng không? Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó. Nếu các bạn đã học Illustrator rồi thì nó cũng tương tự như cái phần backslider trong Illustrator. Đầu tiên mình sẽ bấm đây Rectangle Tool đúng không, phím tắt F6, mình vẽ hình chữ nhật đúng không, mình tô màu xanh lên. Tiếp theo mình bấm phím F7 là vẽ hình tròn, giữ Control vẽ hình tròn và tô một màu nó màu vàng lên. Rồi kích Space trở lại công cụ Big Tool, đó là công cụ bình thường đúng không. Mình quét hết hai hình, mình zoom nhỏ lại, giữ Shift kéo xuống, đó là mình kích chuột phải, mình sẽ tạo ra một hình mới. Tiếp theo mình sẽ bấm tương tự như thế, mình cũng kéo xuống đây kích đúng không, quét hết hai cái, kéo qua. Hiện tại là shaping nó có, mình chọn một hình nó không hiển thị là shaping, nhưng mà mình chọn hai hình nó sẽ hiển thị shaping lên. Hiện tại nó có 2, 4, 6, 8 lệnh, và mình tiếp theo mình kích thêm một lệnh nữa, một hình nữa, và mình kéo thêm một hình tròn, kéo lớn lên đúng không. Đó là mình đó, kích chuột phải tô một màu xanh cho nó em dưới bằng cách nào, kích chuột phải chọn lệnh order backward có nghĩa control bay down cho nó xuống một bậc đúng không. Rồi bây giờ hiện tại nó có 4 cái cặp hình đúng không. Đầu tiên mình sẽ quét hết hai hình đầu tiên, hai hình tròn màu vàng nằm trên và hình tròn màu xanh nằm dưới đúng không. Rồi mình quét hai hình thì nó sẽ hiện lệnh shaping trên đây. Đầu tiên mình kích vô cái lệnh đầu tiên đây, bạn thấy không, cái hình nó là lệnh combine phím tắt control L, thì cái hình ảnh thể hiện chức năng của nó thấy, bạn thấy rỗng bên trong không, chức năng của nó là bó phần giao nhau và lấy phần công giao nhau, kích một cái đó các bạn thấy chưa, nó chỉ hiển thị cái phần màu phía dưới là màu cyan đó, mới thấy rỗng nha. Hiện tại nếu bạn cần kích trên giữa này thì nó không có lệnh gì, nhưng mà các bạn kích vô hình thì nó có lệnh break, break là nó tự tách ra. Bây giờ mình sẽ kích vô hình nó đúng không, mình vô break á, nó nằm trong object này, break này có nghĩa tách ra, hay cách khác các bạn kích rồi, hay cách khác nữa các bạn kích chuột phải chọn break cũng được đó, tách ra, bạn thấy chưa, nó có hai hình thấy chưa. Tiếp theo mình quét xuống dưới, mình chọn lệnh là while. While là lệnh gì, là lệnh nó gộp lại với nhau và nó sẽ lấy màu hình chọn sau, bạn thấy chưa. Mình quay lại nha, lấy màu hình chọn sau khác với Illustrator. Bây giờ mình kích hình màu xanh trước, chọn màu đường tròn sau, mình chọn lệnh while thì nó sẽ lấy màu hình chọn sau. Tiếp theo mình quét, mình chọn lệnh trim. Trim là gì, là hình trên các hình dưới. Rồi kéo ra đó. Rồi lần tiếp theo là intersect, là nó sẽ tạo ra một cái object mới là giao điểm của hai object cũ, và hai object cũ vẫn còn, nó không bị mất đi, kích và mình kéo ra đó. Tiếp theo là cái lệnh simplify, là lệnh gì, là nó sẽ giống như cái lệnh trim nhưng mà tùy theo trường hợp mình sử dụng, là hình trên các hình dưới. Cái lệnh tiếp theo là cái lệnh run minus back, thì các bạn thấy hình vuông ở phía bên phải bên trái ấy, nó đứt bên phải thì nó liền, thì chức năng của nó là hình dưới các hình trên và mất hình dưới đó, các bạn thấy chưa. Tiếp theo là lệnh back minus run, là hình nó ngược lại với cái lệnh là run minus back, là cái hình bên phải nó có nét đứt, hình bên trái nó liền, thì nó ngược lại thì hình trên các hình dưới mất hình trên đó, thấy chưa. Rồi cái lệnh cuối cùng là lệnh boundary, grid boundary, nó sẽ tạo đường viền của hai hình thớ, kích đó bạn thấy chưa, nó tạo hình vẽ mới.
Thì cái lệnh Sepin này nó sử dụng rất là nhiều sau này, từ thiết kế logo, từ làm banner poster, rất ứng dụng rất là nhiều đó. Các bạn thực hành những bài đơn giản như thế này cho các bạn, bước sau mình sẽ dẫn các bạn bài tiếp theo.